Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hai tàu chấp pháp Trung Quốc tấn công tàu cá Quảng Ngãi, đánh đập ngư dân dã dạ man. Ngày 2 tháng 10, BBC tiếng Việt cho hay tàu Trung Quốc đã tấn công, đánh đập ngư dân Quảng Ngãi như thế nào. BBC dẫn lời kể của thuyền trưởng tàu cá QNG 95739TS, ông Nguyễn Thành Biên, 40 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, tàu của ông Biên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, tới 6 giờ sáng ngày 29 tháng 9 thì phát hiện tàu 301 của Trung Quốc. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ rượt đuổi thì tàu Trung Quốc bắt kịp tàu cá của ông và tìm cách lên tàu nhưng không thành công. Sau đó tàu 301 đã gọi thêm tàu 101 tới, áp sát, kẹp và rượt đuổi tàu cá. Đến khoảng 9 giờ sáng thì tàu 101 dùng móc sắt quăng lên tàu cá và cho người đu lên. Và đây là hình bài trên BBC. Khoảng 40 người Trung Quốc leo lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mỗi người cầm một cái dùi cui, gặp đầu đánh đó. Thuyền trưởng biên bị đánh ngất xỉu, thuyền viên Huỳnh Tiến Công bị đánh gãy tay và bị thương nhiều nơi khác trên cơ thể, thuyền viên Nguyễn Thương bị đánh bằng túc sắt đến hở khớp tay. Đến khoảng 13 giờ thì thông dịch viên thông báo cho tàu cá của ngư dân chạy về Việt Nam sau khi đã lấy hết lưới, máy móc và máy tấn cá. Ông Biên cho biết, tàu có cờ Trung Quốc, chúng tôi đánh bắt ở ngư trường đó và tàu tấn công là tàu của Trung Quốc nhưng không biết loại nào. Chúng lên tàu thì bận đồ rằng ri, chúng đánh thì anh em gục hết rồi nên không biết gì hết. BBC cho biết, cho đến nay Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có tuyên bố chính thức liên quan đến vụ việc. Việt Nam trong nhiều năm qua luôn khẳng định có bằng chứng lịch sử không thể chối cãi ở Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, do Trung Quốc đã kiểm soát thực địa tại quần đảo Hoàng Sa từ hơn nửa thế kỷ qua, nên ngư dân Việt Nam khi đánh cá tại ngư trường này luôn đối mặt với sự xua đuổi thậm chí hành hung của các lực lượng Trung Quốc. Theo BBC, Hội Thủy sản Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương vào ngày 2 tháng 10 về việc phản đối phía Trung Quốc cản trở, cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân và kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh cá trên biển. Và đây là hình từ trái qua phải, thuyền viên Huỳnh Công Tiến được đưa đến bệnh viện sau khi tàu cá cập cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi ngày 30 tháng 9. Trong khi đó, BBC dẫn phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời một hãng tin quốc tế ngày 1 tháng 10 cho biết, các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép. Các cơ quan chính quyền Trung Quốc liên quan đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến vụ tấn công ngày 29 tháng 9. BBC dẫn chia sẻ của nhà nghiên cứu độc lập Đặng Sơn Dương trên website của ông ngày 1 tháng 10 rằng Hai tàu Trung Quốc tấn công các ngư dân Quảng Ngãi ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 29 tháng 9 là tàu Tam Sa chấp pháp 101 và Tam Sa chấp pháp 301. Dữ liệu tàu biển cho thấy hai tàu này đã xuất hiện tại khu vực này vào sáng ngày 29 tháng 9. Đây là các tàu thuộc cục chấp pháp hành chính tổng hợp và quản lý tình trạng khẩn cấp của cái gọi là thành phố Tam Sa. Sự trùng hợp về số hiệu, vị trí hoạt động cũng như các hành xử bạo lực và vô nhân đạo cho phép kết luận chúng chính là hai tàu đã tấn công giả mang các ngư dân Quảng Ngãi. Theo BBC, việc tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc xua đuổi, tấn công, thậm chí đánh đập và cướp, tịch thu tài sản là điều không hiếm. Hồi tháng 1 năm 2024, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam và Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng cho BBC biết, các ngư dân đang phải tránh xa vùng ngư trường Hoàng Sa vài chục hải lý để đảm bảo an toàn trước những tàu dân quân biển và tàu chấp pháp của Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hai tàu chấp pháp Trung Quốc tấn công tàu cá Quảng Ngãi đánh đập ngư dân giả dạ mạng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin liệu ông Tô Lâm có phải là một nhà lãnh đạo cởi mở không? Ngày 1 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cởi mở hơn, ủng hộ hòa giải và tự do học thuật. BBC nhắc lại, trong chuyến công tác tại Mỹ, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, ông Tô Lâm đã tham gia nhiều sự kiện và đề cập đến vấn đề hòa hợp, hòa giải. Và đây là hình bài trên BBC. Với tư cách là người đứng đầu đảng và nhà nước, những phát ngôn của ông Tô Lâm gây nhiều chú ý vì nó thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo mới. Việc ông làm diễn giả chính trong buổi tọa đàm ở Đại học Columbia được đánh giá là một sự cởi mở, mạnh dạng của nhà lãnh đạo Cộng sản. BBC dẫn lời của đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng ông tin ông Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vì quan hệ hữu nghị gắn kết là lợi ích chung của cả hai dân tộc chúng ta. BBC cho biết sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ diễn ra tại New York ngày 22 tháng 9, có sự tham dự của cựu Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, cùng nhiều quan chức, cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Theo BBC, trong bài phát biểu tại sự kiện này, ông Tô Lâm đã nhắc đến vai trò của những người phá băng và những người bạn thân thiết của Việt Nam, gồm Tổng thống Bill Clinton và các Tổng thống kế nhiệm, các Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry. BBC tiếp tục dẫn lời cựu đại sứ Ted Oshia cho biết, Ông Tô Lâm đã phát biểu trong sự ngỡ ngàng rằng, 30 năm trước, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ tiến xa đến thế này. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Mỹ Việt ngày 22 tháng 9 tại New York. Cựu ngoại trưởng John Kerry đã đáp lại tinh thần tạo dựng tương lai của ông Tô Lâm nói rằng, Hoa Kỳ có thể ủng hộ tham vọng của Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ với nền kinh tế được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và đổi mới. Ông Osip kể lại. Đại sứ còn nhắc đến các màn trình diễn nghệ thuật mang tính tôn vinh và tinh thần hòa giải của các nghệ sĩ tầm vóc quốc tế. Nhiều người trong số họ, theo ông, đã sống cuộc đời giữa Mỹ và Việt và giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai nước. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, câu chuyện giữa người Việt với nhau lại không được chú trọng, thậm chí bị lãng đi. Tại buổi nói chuyện tại Đại học Columbia, ông Tô Lâm đã tránh trả lời thẳng thắn về sự hòa giải giữa người Việt với nhau sau chiến tranh. Ông không đề cập gì đến vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chỉ nói tới quan hệ Việt-Mỹ. BBC nhận xét, gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt, trong khi hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ có những bước tiến rõ rệt vì việc hòa giải giữa những người Việt từng đứng hai bờ chiến tuyến vẫn còn nhiều trắc trở. Một trong những biểu hiện nổi cộm là phong trào dư luận viên trên mạng ngày càng tăng cường, đã kích những gì liên quan đến Việt Nam Cộng hòa. Và đây là hình ông Tô Lâm và phu nhân tại sự kiện gắn kết qua nghệ thuật ở New York. BBC cũng nhắc lại vụ tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam vừa qua. Trong cuốn hội ký của mình, ông Ted Osius đã kể rằng trong quá trình đàm phán về Fulbright Việt Nam thì một trong những khâu khó khăn nhất là đảm bảo trường có được tự do học thuật và việc Việt Nam đồng ý cho phép Fulbright Việt Nam ra đời được coi là một bước đột phá. Ông cũng nhắc đến phát biểu của ông Tô Lâm rằng cải cách giáo dục là điều cần thiết để Việt Nam có được một nền kinh tế đổi mới, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ công nghệ. Ông Oceus nói thêm rằng, một điều đương nhiên, Đại học Fulbright không phải là một phần hay mầm mắm của một cách mạng màu nào, mà trường đang tìm cách thúc đẩy tinh thần tìm tòi và đổi mới trong số những sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước. Vẫn theo BBC, ông Tô Lâm cũng chỉ rõ con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại chưa rõ câu nói này mang ý nghĩa thực tiễn như thế nào, nhưng đây được cho là dấu hiệu của một sự cởi mở hơn trong tư duy của nhà lãnh đạo có xuất thân từ ngành công an như ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu ông Tô Lâm có phải là một nhà lãnh đạo mới cởi mở? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới